đầy tháng cho bé đầy đủ nghi lễ. Lễ đầy tháng hay cúng mụ là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận sự phát triển của trẻ và cũng như là để giới thiệu cho em bé với họ hàng và bạn bè của mình. Đồng thời đây cũng là ngày kết thúc tháng cũ, cũng như là tháng ở cữ của mẹ. Sau khi làm lễ đầy tháng, mẹ và bé có thể thoải mái ra ngoài mà không cần phải kiêng cữ nữa. Hướng dẫn các bạn cúng đầy tháng cho bé đầy đủ nghi lễ nhất. 1. Cách tính ngày đầy tháng cho bé. Ngày cúng đầy tháng cho bé được tính theo cách truyền thống của dân gian, nghĩa là căn cứ vào lịch âm và tùy thuộc vào giới tính của trẻ. Gái lùi 2, trai lùi 1. Nếu con bạn là một bé gái, thì ngày đầy tháng sẽ lùi lại 2 ngày sau khi kết thúc đầu tháng đầu tiên. Còn nếu như là một bé trai, thì ngày đầy tháng sẽ lùi lại 1 ngày. Giờ thực hiện nghi lễ cúng thường vào lúc sáng sớm hoặc là chiều tối. 2. Chuẩn bị lễ vật để cúng đầy tháng cho bé. Theo quan niệm dân gian, em bé được hình thành là nhờ một bà chúa và 12 bà mụ, trong đó bà mụ chịu trách nhiệm chính. Còn 12 bà mụ là nhiệm vụ nặng ra hình hài đứa bé, mỗi bà mụ phụ trách một bộ phận. Do đó khi chuẩn bị lễ vật, phải cúng đầy tháng thì đầy đủ những thứ sau. Lễ vật cúng 12 bà mụ: 12 chén chè nhỏ, 12 đĩa xôi nhỏ, 12 chén cháo nhỏ, 12 ly nước, 2 đĩa bánh hỏi. Các loại bánh dành cho trẻ con xếp thành 12 đĩa, đồ hàng mã, giấy tiền. Lễ vật cúng kính đức ông: một tô cháo lớn, một tô chè lớn, 3 đĩa xôi lớn, một đĩa hoa quả, trầu cau, hoa rượu và đồ hàng mã, giấy tiền. Ngoài các lễ vật này thì cần thêm một bình hoa, trà, rượu, hương, đèn, nước, gạo, muối, muỗng. Và 3. Cách xếp bàn cúng đầy tháng. Quan niệm dân gian cho rằng, mâm quả phải được sắp xếp theo nguyên tắc đông bình tây quả, nghĩa là phía đông đặt bình hoa, còn phía tây đặt lễ vật cúng. Thông thường, đồ vật lễ cúng đầy tháng cho bé sẽ được sắp xếp trên hai bàn, một bàn nhỏ và một bàn thấp hơn để bày lễ vật cúng kính. Một bàn nhỏ và thấp để bày các lễ vật cúng đức ông, bàn lớn còn lại để bày lễ vật cúng 12 bà mụ. 4. Nghi thức thắp nhang và bài khấn đầy tháng. Lễ vậy sau khi sắp xếp hết lên bàn cúng thì một người lớn trong gia đình hay dòng họ, có thể là ông bà hoặc là bố mẹ, đại diện lên thực hiện nghi lễ thắp nhang và khấn. Sau khi khấn xong, bố hoặc mẹ chắp tay của bé lại rồi vái trước bàn lễ ba vái. Sau 3 tuần hương thì đến tạ lễ. Tiếp đó gia đình vấy hoa đi hóa. Trong lúc hóa vàng thì vẫy rượu và cúng vào. Các món đồ chơi sẽ được giữ lại cho bé để lấy khước. 5. Nghi lễ khai hoa. Nghi thức này còn gọi là bắt miếng để cầu chúc cho những điều tốt đẹp và may mắn nhất đến với đứa trẻ. Khi thực hiện nghi lễ này, em bé sẽ được đặt giữa bàn, người chủ lễ rất trà, thắp hương để xin phép bắt miếng. Tiếp đó một tay bồng đứa trẻ, tay kia cầm nhánh hoa, quơ qua quơ lại trên miệng em bé và đọc lời chúc. Mở miệng ra cho có bông, có hoa, mở miệng ra cho kẻ thương người nhớ, mở miệng ra có bạc có tiền, mở miệng ra cho sống nhiên quý mến. 6. Tiếp tục, phép kết thúc thời gian ở cữ. Lễ đầy tháng là một dấu mốc kết thúc thời gian ở cữ của mẹ, nên trong ngày này người mẹ cần được làm lễ. Người nhà cần chuẩn bị một nồi nước sôi để giữa nhà, bỏ một cây đinh và nung bỏ vào đó, cho khói bay ra. Người mẹ bế con bước qua bước lại nồi nước, nếu là con trai thì 7 lần mà con gái thì 9 lần. Sau đó hai mẹ con đi quanh nhà, tất cả các phòng. Sau khi làm lễ, mẹ có thể ra ngoài đi chợ. Lần đầu tiên đi chơi, mẹ nên mua một bịch muối và một chút gạo. Trên đường về nhà giả vờ đánh rơi một ít tiền lẻ với mục đích là mong con sau này cơm áo dư dả. Thank you.